Liên quan đến vụ việc ngày 10 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố hai bị can đối với Nguyễn Thị Kim Anh, 42 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Đầu tư Việt Nam, Bô Việt và Jian Fei, quốc tịch Trung Quốc, về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép dưới danh nghĩa chuyên gia. Ngày 23 tháng 6, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Lộc, 29 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh, là nhân viên phiên dịch của công ty, cũng về hành vi nói trên. Theo tài liệu của Cơ quan Điều tra, từ giữa năm 2020, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Đầu tư Việt Nam Bô Việt đi vào hoạt động tại địa bàn thành phố Đà Nẵng dưới sự chỉ đạo của Jian Fei, Kim Anh với tư cách là giám đốc và Lộc là phiên dịch viên đã tham gia giúp sức tích cực, thực hiện xử lý các loại hồ sơ giấy tờ để chuyển cho các công ty dịch vụ nhằm hợp thức hóa thủ tục cho nhiều đối tượng người nước ngoài nhập cảnh Đà Nẵng Việt Nam theo diện chuyên gia. Với vốn tiếng Trung khá tốt, nên Lộc được chủ công ty rất tin tưởng giao cho những nhiệm vụ phức tạp. Mọi hoạt động đều được các đối tượng thông tin và chia sẻ qua mạng xã hội, nên gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra phá án. Với công việc được giao tại công ty Bô Việt, Lộc được ông chủ người nước ngoài trả lương từ 10 đến 15 triệu đồng một tháng. Hiện Lê Thị Thanh Lộc đã bị tạm giam để phục vụ quá trình điều tra làm rõ vụ án.